Chào tất cả các bạn, trong bài học hôm nay tôi sẽ giới thiệu với các bạn một số các cái hiệu ứng chuyển động cơ bản ở script ở trong phần máy After Effects. Thì đầu tiên tôi sẽ giới thiệu với các bạn với hiệu ứng script wiggle. Đây thì đầu tiên chúng ta sẽ tạo một cái shape tool đã. Đây sẽ tạo một cái shape tool, nếu bạn thấy dễ hình dung. Đây, các bạn sử dụng công cụ rectangle tool để các bạn tạo một cái shape tool như này. Đấy, chúng ta sẽ tạo cho nó cái Winger, bạn chuột phải position, bạn gọi Winger L. Đấy, như các bạn thấy, đây là cái hiệu ứng Winger, tức là một cái script mà các bạn để tạo những cái chuyển động rung như này. Đây, như các bạn thấy, những cái ngôi sao ở đây, nó đang hoàn toàn là tự động rung. Đấy, mà các bạn không cần add bất cứ một keyframe nào cả. Mà ở đây thì cái cấu trúc của cái kiểu Winger này thì nó dựa trên hai cái tham số x và y. Đây, như các bạn thấy, nó tương hai tham số x và y. Các bạn có thể tùy chỉnh nó, đây 130 chẳng hạn. Đấy, các bạn có thể thấy nó tùy chỉnh luôn tất cả độ rung của Winger này. Thì đây là một trong những cái hiệu ứng khá là phổ biến ở trong phần mềm After Effects khi các bạn sử dụng các cái script. Đây, như các bạn thấy. Đấy, các bạn có thể tùy biến nó. Đấy, nó bay nhảy, tức là các bạn có thể tạo những cái hiệu ứng quả bóng nó bật từ bên này sang bên kia chẳng hạn. Đấy, như các bạn vẫn thường thấy thì các bạn có thể sử dụng hiệu ứng này. Thì chúng ta có thể bật cái chế độ này lên đã. Đây, bạn có thể cho nó mờ cũng được, nó nhảy mờ mờ. Đấy, các bạn thấy nó đều dựa trên tham số của hai cái trục x và trục y cả. Như ở đây đấy, các bạn chỉ cần nhớ thì công thức như thế thôi. Thì đây là cái hiệu ứng cờ. Cái hiệu ứng thứ hai ở đây mà tôi sẽ giới thiệu tới các bạn, cái hiệu ứng nữa, đó là một cái hiệu ứng về hướng tham. Bây giờ thì phải tắt cái này đi, tôi vẽ một cái shape tool mới. Chúng ta đổi màu cái cao đi cho nó thay đổi một chút. Đây là solid setting. Rồi, giờ các bạn sẽ sử dụng công cụ shape tool. Đây, tôi dùng cái rectangle tool, tôi vẽ một cái thanh ngang đi. Đấy, rồi các bạn thấy đây, chúng ta tùy chỉnh lại cái anchor point cho nó. Rồi, đây thì các bạn có anchor point đây rồi. Thì ở đây chúng ta sẽ cùng nhau tùy chỉnh cái tham số tiếp theo, gọi là tham số tham. Thì ở cái tham số tham này chúng ta có thể tùy chỉnh khá là nhiều thứ. Cái tham số tham này nó còn được dùng đặc biệt là đối với cái hệ thống gọi là rotation. Đây, các bạn giữ phím on cái chuột rotation, tôi sẽ có cho các bạn một hiệu ứng gọi là tham. Đây là công thức mặc định của nó. Đấy, thì khi các bạn sử dụng cái này thì mặc định nó sẽ tự động chuyển động. Đây, như các bạn thấy, chúng ta không dùng bất cứ một script nào cả và nó hoàn toàn tự động. Tuy nhiên thì thường thì chúng ta không sử dụng một cái cốt không như này, mà chúng ta sẽ thêm tùy biến một số theo công thức sau. Các bạn gõ tham theo, bạn bấm phím nhân, tức là shift 8. Rồi các bạn có thể gõ vào đây chẳng hạn 30 chẳng hạn. Đấy, thì các bạn để thấy nó sẽ tự động xoay, và cái hiệu ứng tham này nó được áp dụng cho các cái chuyển động rotation là chính ở trong việc các bạn tạo những cái motion graphic ở trong phần mềm After Effects. Đây, như các bạn thấy, nếu tôi để 30 nó tự động xoay đây. Hay các bạn có thể để nó lên 180 cũng được, bao nhiêu là tùy ở các bạn. Đấy, thì nó sẽ tăng cái tốc độ của cái này lên. Đấy, các bạn thấy nó tự động xoay tròn đây. Và cái này thường các bạn thể ứng dụng và làm các cái gọi là kim đồng hồ hay các thứ, thì thường các bạn sẽ sử dụng hiệu ứng này. Đấy, như các bạn thấy, chúng ta sẽ dùng cái hiệu ứng này. Cái hiệu ứng tiếp theo mà tôi sẽ giới thiệu với các bạn ở đây đó là hiệu ứng lốp ao. Đây còn gọi là hàm lập. Thì đầu tiên chúng ta sẽ tiếp tục tạo một cái shape mới. Như ở đây tôi tạo một cái hình vuông này. Đấy, rồi hình vuông đây. Thông thường thì để các bạn có thể tạo một cái hiệu ứng gọi là thay đổi của nó, chẳng hạn đây là scaler chẳng hạn, tôi kéo nó về không này, kéo nó lên 100%. Đây, chúng ta tích vào đây đã. Rồi, đấy, thì thông thường để tạo ra một cái hiệu ứng gì đấy ở trong After Effects thì chúng ta sẽ phải đặt keyframe. Đây, như các bạn thấy. Tuy nhiên thì chẳng hạn nếu các bạn muốn cho cái hiệu ứng này nó lặp đi lặp lại chẳng hạn, thì các bạn sẽ lại phải copy paste toàn bộ keyframe này để qua chỗ khác, đúng không? Như các bạn vẫn thường làm thì các bạn sẽ copy nó này. Đấy, các bạn copy nó, xong các bạn paste nó để nó lặp đi lặp lại cái chu trình này, đúng không? Đây, như các bạn đang thấy. Đấy, thì đối với cái hàm lốp ao này thì chúng ta sẽ không cần phải làm việc ấy nữa, mà nó sẽ tự động làm cho chúng ta. Thì đầu tiên thì ở đây tôi đổi cái này sang easy đã. Rồi, sau đấy tôi sẽ on click vào mục scaler này, nó vẫn giữ nguyên keyframe ở trên này nhá. Thì các bạn sẽ gõ vào đây là lốp này ao.
Đấy. Thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ tự động lặp đi lặp lại toàn bộ cái chu trình này. Đây như các bạn thấy. Đấy, nó sẽ tự động lặp lại mà các bạn không cần phải áp bất cứ keyframe nào cả. Đây là một trong những cái hàm lặp tương đối phổ biến mà chúng ta cần phải nhớ, để vì sau này khi các bạn thực hiện những cái chuyển động mà phải lặp đi lặp lại nhiều thì các bạn cần phải có hàm này thì các bạn thể sử dụng nó. Hoặc đây thì chúng ta có thể tùy chỉnh một số thông số ở trong đây. Đấy như các bạn thấy. Ở đây thì các bạn sẽ trong này này, nếu các bạn điền một số như này nó sẽ bị lỗi, nó sẽ tương ứng với hai cái trục x và y. Bất kể cái gì trong After Effects thế thôi, nó đều tương ứng hai cái trục cơ bản 2D đấy. Còn cái tiếp theo nữa mà tôi sẽ giới thiệu với các bạn ở đây, nó sẽ là một cái về gọi là các bạn sẽ tùy chỉnh về mặt thời gian, tức là tham số time. Ở đây tôi sẽ tạo một cái layer text, các bạn chuột phải new chọn text. Đây tôi gõ là 0 chẳng hạn. Đấy, chúng ta để số 0 đây đã. Rồi. Tùy chỉnh lại cái anchor point cho nó một tí. Đây, số 0 đã. Riêng với tham số time thì chúng ta có khá là nhiều cái tùy chọn. Đối với tham số này chúng ta sẽ có một số rất là cốt tỷ biến khác nhau. Đầu tiên các bạn sổ cái tam giác này xuống hết ở mục text này, ở số text các bạn giữ on click vào. Đấy, sau các bạn xóa cái code đi. Chúng ta sẽ có một cái code random đây. Đấy. Ta sẽ có một cái code gọi là random. Tức là nó sẽ tự động random toàn bộ cái dòng số chạy đây như các bạn thấy. Đấy, tất cả cái này nó đều được random hết. Tuy nhiên thì đối với code random này chúng ta sẽ chỉ được nhìn này thôi, nó rất là dài và nó trông nó không được đẹp. Thì tôi sẽ cùng với các bạn là tùy biến lại cái dòng code này một chút. Thì bây giờ các bạn sẽ gõ lại dòng code này. Hoặc các bạn phải gõ như sau, 100 này, cộng 3 này, đấy. Thì hàm số này nó sẽ thay đổi cái thông số này, tức là các bạn sẽ có một cái giá trị random từ trong khoảng 100, tức là số 100 đổ lại. Đấy, như các bạn thấy chúng ta đã kích nó lên này, nó có 100, đấy, cộng 3 chẳng hạn. Đấy, các bạn thể tùy chỉnh cái này tùy theo ý của các bạn thôi. Các bạn có thể cover nó lên khoảng 200. Đấy thì nó tăng tiến lên theo. Đấy như các bạn thấy nó tăng tiến cái này lên theo. Đấy là một cách để các bạn có thể tùy biến nó. Bên cạnh đó thì các bạn có thể tùy biến nó bằng một hàm khác. Thì ở đây tôi sẽ làm cho các bạn đây. Num bằng random này. Đây, như cái code này nếu như các bạn trong quá trình làm các bạn có sai nó sẽ bị hiện một cái báo lỗi đây. Thì tôi chắc là sai ở đâu đấy. Đấy, viết hoa lên. Đấy thì các bạn sẽ thấy là cái dòng số này của các bạn nó sẽ được tùy biến trăm mà nó bỏ hết các cái đuôi còn lại đi. Đấy như các bạn thấy. Đấy, nó hoàn toàn bỏ hết các cái đuôi còn lại đi và trông nó gọn gàng và đẹp đẽ hơn. Thì đây cũng là một cái hàm code được sử dụng khá là phổ biến, hay còn gọi là motion, được sử dụng vào script khá là phổ biến ở trong After Effects. Và thông qua bài học này thì tôi muốn giới thiệu cho các bạn tổng quan tất cả những cái mà script phổ biến nhất mà các bạn sẽ phải thường dùng, vì nó sẽ có ích cho các bạn ở trong những bài học sau và trong những cái công việc của các bạn. Hẹn gặp lại các bạn tại những bài học sau.